Xin chào các bác, thì hôm nay chuyên lại đi săn được một ít hàng về thì úp lên cho các bác coi. Đó, chuyên lợi phẩm của ngày hôm nay trên đây mấy món linh tinh thì đảm bảo cái vớ vẩn dưỡng rèn chả biết những cái gì. Chùa quá, khi nhặt được vài cái món vớ vẩn này. Đây là rác. Sữa pin từ lâu. Giờ đi nhặt nó rất là khan hàng. Một chấm sáu nhân 0.35 mà 80.3 hơi cô lét tinh toàn rác rồi các bạn. Cái gì thì ủng hộ bên em. Hai phần mềm. Không phép 01 phần ngàn nhé. 0.25 mm. Đó. Anh em cần thì liên hệ. Rất là được. Đầu lắm về được 2 cây ban me. Đây, một cây ta đầu Kato táp từ mà mấy đến mà mấy, chắc là 6 đến mà 12. Chưa vệ sinh nhé, rất là đẹp. Nếu là thích thì liên hệ cồn số 4 luôn. Đó. Một cái đồng hồ Mitutozo như mới luôn. Chính xác cái hàng chuẩn nhé, 0.01 mm Mitutozo bao đẹp. Đây một cái siêu phẩm nhiều lắm, về được cái đài 250 12 03. Vừa qua lái người chùa 250 mm nhé anh em. Chà chà chà.
quá đẹp luôn. Yeah. Wow. Như mới luôn. Dòng này là của Tung Galoi. mm nó là T50 nhé. Đó, anh em nào quan tâm thì liên hệ chuyên qua số điện thoại 0989821011 thì chuyên mới về nên là anh em nào quan tâm thì ủng hộ bên chuyên. Rất là to. Đó, là T của mới kia. Nhanh thì sẽ được, hoặc là chỉ xuống tiền thì ok. Ở đây một cây khía nhám to thiếu quá, một cây khía nhám mini, ba cây taro, một bộ một giáp bông. Ba cần taro này. Đây là một con dao C06 cán 10. Một con T09 cán 8 vuông góc. Cán 8 C06 cán gen 08 hai cây Japan, một cây này mới keng chưa bắt ốc. Cây dao này thì không biết là dao gì, chích siêu chích gì đây. Còn hai con dao móc rãnh mong nó máy bản sàng, con này cũng vậy, chích mặt đầu, chích mặt đầu luôn. Cán 8 chiếc C06, con này cán gá chiếc kia, con này cắn ra 03, con này 12 C06 cắn 10, cắn 10 D07, con này chích ngược, cắt vuông góc ngược, bật ngược đi. Con này sẽ làm việc như thế này, con này sẽ làm việc từ đây nên em chích sâu với cái chạy ra, công việc nó thấy vậy. Hoặc là nó sẽ chích từ đây nên chích vào đây vùng góc chạy ra. Đó, hai con cắt đứt Kyocera chích giống kích Kyocera cắn nhật di 100% 16 hết nhé. Cắn gen, cắn gen 16, hai cắt đứt 16. C06, C09, C09. C09 cắn 16, C06 cắn 16. D11 55 độ chạy gen hệ in. D11, 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 D11. Ba cắn này là D11. Chip 55 độ chạy cắn 16 chạy ngoài. Con này D11 cắn 12, D07 C06. Đó, cần thì liên hệ chuyên. Anh em đã một cái đài phay bát giác D5 AT mà BT50 Big DZ, bát giác DZ của Nhật nhé. Chip bát giác của Walter và Namina và Ramet. Đây là dòng chip lớn, còn một dòng chip nhỏ thì có đài 125. Mua hết đài trên sẽ tặng 20 con chip bát giác này cho anh em theo đài. Rồi anh em nào thấy hay thì chia sẻ kênh và like, nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Chuyên săn được về trên sẽ review cho anh em coi.
những hàng mới hàng tuần hàng ngày Chuyên sẽ review cho anh em, thì mong anh em ủng hộ kênh và đăng ký kênh nhé, theo dõi video để săn được những hàng độc lạ và thông dụng nhất. Và xin cảm ơn anh em đã theo dõi video. Anh em nào quan tâm liên hệ qua địa chỉ 0989821011 và số điện thoại. Ngoài những mặt hàng này Chuyên còn bán rất là nhiều chữ, ví dụ như chip đây rất là nhiều nhé, bán ký cũng được mà bán khuyên cũng được. Đấy, trong kho Chuyên số mặt hàng D200 mấy còn kia. Anh em cần liên hệ Chuyên và địa chỉ tại vòng xoay cống 11 Biên Hòa, giáp điện máy xanh ngay vòng xoay cống 11 nhé. Cửa hàng dụng cụ cơ khí Chuyên Tool CNC rất hân hạnh được phục vụ các bác. Anh em nào mua quen rồi thì cứ liên hệ Chuyên, anh em nào chưa mua thì cứ mạnh dạn mua hàng hóa bên Chuyên, bao chất lượng cho anh em, cái nào không chất lượng xin đổi giá, Chuyên sẽ phục vụ nhiệt tình nhất và công tâm nhất cho anh em. Mong anh em luôn luôn ủng hộ và ủng hộ. Xin chào anh em. Anh em nhớ like, chia sẻ kênh và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo, nó tự cập nhật cho anh em những video mới nhé. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi.